nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Trung Quốc, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã phối hợp với Ủy ban Xúc tiến Thương mại Tứ Xuyên CCPIT tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt Nam Tứ Xuyên Trung Quốc. Thông qua sự kiện, doanh nghiệp hai bên đã trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu chính ngạch hai chiều các sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc, đón đầu tận dụng cơ hội Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch COVID, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Tứ Xuyên Trung Quốc trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác đầu tư, cung cấp máy móc thiết bị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư ngành công thương giữa Vietjet và CCPIT, bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc. Thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ, hai bên sẽ có thêm cơ sở để tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam Tứ Xuyên, Trung Quốc.